Các bạn đang lắng nghe Thu Share gọi để sẻ chia. Chương trình Radio Confession được sản xuất và phát hành bởi Văn Lang TV. Xin chào, chào mừng các bạn đang cùng đến với Khuntu Share gọi để sẻ chia và mình là Hồng Thịnh, người sẽ đồng hành với các bạn trong số phát sóng ngày hôm nay. Các bạn thân mến, Khuntu Share không chỉ là nơi để các bạn sinh viên trường đại học Văn Lang có thể trải lòng mà còn là nơi để các bạn học sinh cấp 3 có thể tìm đến những giải đáp các thắc mắc của mình khi định hướng con đường học tập tại trường đại học Văn Lang như các bạn cũng có thể biết thì kinh tế xã hội đang ngày càng phát triển kéo theo đó là nhu cầu quan tâm đến sức khỏe và làm đẹp cũng ngày càng gia tăng đó cũng chính là minh chứng rõ nhất cho việc ngành răng hàm mặt đang ngày có sức hút lớn hơn bao giờ hết và với trường đại học văn lan thì ngành răng hàm mặt khoa răng hàm mặt đang được đầu tư vô cùng kỹ lưỡng về chất lượng đào tạo vậy thì đến với số phát sóng ngày hôm nay chúng ta hãy cùng tìm hiểu về cánh cửa tương lai rộng mở dành cho các bạn sinh viên ngành răng hàm mặt nhé <laughs> Để giải đáp những thắc mắc của các bạn khán giả gửi về cho Con Tu Share ngày hôm nay thì chương trình đã mời đến đây một vị khách mời vô cùng đặc biệt. Xin được trân trọng giới thiệu Tiến sĩ, bác sĩ thầy Trần Ngọc Quảng Phi, trưởng khoa răng hàm mặt của trường Đại học Văn Lan. Xin chào các bạn khán thính giả đang theo dõi chương trình Con share của trường Đại học Văn Lan. Vâng và xin được trân trọng cảm ơn thầy vì đã đồng ý tham gia chương trình ngày hôm nay và trước khi bắt đầu chương trình thì em xin được phép phỏng vấn thầy một tí về cảm xúc ngày hôm nay khi được uh, trò chuyện cùng với các bạn khán giả của chương trình được không ạ à? vâng à, tôi cũng đã nhiều lần tham gia các chương trình truyền hình các chương trình đối thoại với khán giả à, nhưng mà mỗi lần có chương trình đối với các em sinh viên thì luôn luôn có một cảm xúc rất là đặc biệt Vâng, và một cảm xúc rất là đặc biệt dành cho các bạn sinh viên cũng như là các bạn tân sinh viên sắp tới có phải không ạ? À? Và hy vọng rằng những giải đáp thắc mắc của thầy trong số phát sóng ngày hôm nay sẽ đem đến cho các bạn những định hướng trong nghề nghiệp trong tương lai nhé. À, và ngay bây giờ thì chắc là em xin phép sẽ được nhờ bộ phận kỹ thuật, chúng ta sẽ nối máy với bạn khán giả của Contose trong tập phát sóng lần này nhé xin chào bạn mình là hồng thịnh host của con tu xe trong tập phát sóng lần này và đồng hành với chúng ta ngày hôm nay người sẽ trực tiếp giải đáp những thắc mắc của bạn gửi đến cho con tu xe đó chính là tiến sĩ bác sĩ thầy trần ngọc quảng phi trưởng khoa răng hàm mặt của trường đại học văn lan vậy thì ngay bây giờ xin mời bạn hãy giới thiệu đôi nét về bản thân của mình cũng như là gửi đến chương trình những thắc mắc mà bạn đang gặp phải nhé xin chào thầy và bạn học thịnh em tên là nguyễn ngọc phương vi hiện đang là học sinh lớp 12 và em đang có ý định xét tuyển và học tập tại ngành răng hàm mặt của trường đại học văn lang thì em được biết rằng ngành răng hàm mặt là ngành mới của văn lang và em cực kỳ thích ngành này nhưng còn phân vân vì sợ bản thân em chưa có phù hợp vậy thầy có thể chia sẻ những kỹ năng nghề nghiệp và tố chất mà một người theo học ngành răng hàm mặt cần có là gì được không ạ rồi cảm ơn câu hỏi của các bạn câu hỏi rất là hay à luôn luôn khi mình tìm hiểu một nghề nghiệp thì mình tìm hiểu mình có phù hợp hay là không và như vậy thì những cái tố chất cần thiết của một người làm bác sĩ là rất là quan trọng ở nước ngoài nó đều có một chương trình như vậy tức là muốn đi tìm hiểu một cái nghề đó thì người ta phải đi thực tập để xem có phù hợp hay không Còn và cái thứ hai người thầy đánh giá xem phù hợp hay là không thế thì ở mình đã chưa được như vậy nhưng mà tôi cũng có một cái số kinh nghiệm trong vấn đề là đánh giá thế nào tố chất là phù hợp cho ngành nghề này thì trước hết đây là một nghề làm bác sĩ Bác sĩ là đối tượng là con người, do đó vấn đề giao tiếp rất là quan trọng. Như vậy thì tuyết đầu tiên là phải có khả năng giao tiếp. Nếu chúng ta không khả năng giao tiếp thì khả năng thành công rất là thấp. Chúng ta hỏi bệnh, chúng ta không khai thác được bệnh sử thì chúng ta không hiểu rõ được. Thì đây là cái đầu tiên. Cái thứ hai là đòi hỏi cái tính cẩn thận. Làm riêng con người đối tượng sức khỏe thì cẩn thận là một yếu tố rất là quan trọng. Và như vậy thì khi có cẩn thận thì chúng ta mới có thể làm tốt được cái cái gì của bác sĩ. Và cái thứ ba nữa là ngành nghề răng hàm mặt là một ngành nghề ngoại khoa, đòi hỏi bằng tay. Như vậy thì ở đây muốn có thể làm tốt cho bệnh nhân thì đòi hỏi kỹ năng của bàn tay phải khéo léo. Đấy, thì như vậy thì ba cái cơ bản là về khả năng giao tiếp của chúng ta như thế nào. À, cái thứ hai là về cái khả năng tư duy như thế nào, rồi về cái kỹ năng của tay chân như thế nào thì chúng ta mới thể phù hợp được với ngành nghề. À, có nhiều bạn thi điểm rất là cao nhưng mà sau đó khi đi vào học rồi mới thấy không phù hợp bởi vì là cái khả năng tay chân nó không có. Xin được cảm ơn những chia sẻ của thầy. Vậy thì à, không biết là à, bạn còn có câu hỏi nào muốn gửi về cho thầy Trần Ngọc Quyển Phi không ạ? À? Dạ em có tìm hiểu và được biết số giờ đào tạo thực hành của trường mình nhiều hơn so với các chương trình đào tạo hiện hành. Ờ, thầy có thể chia sẻ về quá trình thực hành lâm sàng để em hiểu rõ hơn được không ạ? À? Mong được thầy giải đáp giúp em. À, trước hết thì tôi muốn nói về cái cấu trúc chương trình của bác sĩ ra mặt Văn Lan như thế nào. Thì trong cấu trúc chương trình bác sĩ ra mặt Văn Lan nó có tổng cộng 221 tín chỉ. À, trong đó chuyên ngành là 153 tín chỉ. Tức là cái thời đào tạo nó chiếm một con số khá là lớn so với các chương trình hiện tại. Và trong chương trình đó thì thực hành cũng chiếm tỷ lệ cao. À, tất cả các môn học tại Văn Lan thì giờ thực hành luôn luôn nhiều hơn. Và cái chỉ thi cũng nhiều hơn so với một số các sở đào tạo khác. Em tìm hiểu và được biết cơ sở vật chất của kho rất chất lượng. Thầy có thể chia sẻ thêm về hệ thống khu thực hành và máy móc thiết bị của kho răng hàm mặt cho em được không ạ? Và sinh viên từ năm mấy sẽ có thể sử dụng máy móc trong khu thực hành ạ? Vì em rất thích được học các môn thực tế. Ở tại khoa răng hàm mặt thì sinh viên được thực hành tại trường và thực hành các bệnh viện. Ở tại trường hiện nay thì có 3 khu thực hành. Khu thẳng nhất là khu thực hành lab đa năng. Khu thẳng thứ hai là khu thực hành mô phỏng. Khu thẳng thứ ba là khu thực hành lâm sàng. Và mỗi khu thực hành đó thì có đầy đủ tất cả các phương tiện trang thiết bị thuộc loại nổi tiếng. Và tại trường Văn Lan thì chúng tôi đặt hàng từ những cái hãng nổi tiếng của Đức Nhật. Ví dụ như là đối với thực hành lab thì tôi đặt hàng từ hãng Cavo. Đối với simulation tôi đặt hàng từ hãng là Sirona là những hãng nổi tiếng trên thế giới. À, đối với sinh viên khoa răng hàm mặt thì ngay từ năm một các em đã bắt đầu được học từ khu thực hành. Ở năm thứ nhất thì em có hai cái môn thực hành tại cái phòng lắp đa năng. Sau đó qua năm thứ hai các em sẽ bắt đầu thực hành lắp đa năng cộng với khu simulation. Qua năm thứ ba thì các em bắt đầu được thành bên lâm sàng. Như vậy thì các em được thành ngay từ năm đầu tiên các môn chuyên ngành so với các trường khác nên năm thứ ba năm thứ tư mới được thực hành. Ngay cả ra lâm sàng thì các trường khác năm thứ tư hoặc năm thứ năm mới ra lâm sàng thì tại Văn Lang năm thứ ba các em đã ra lâm sàng rồi. mò về ngành răng hàm mặt từ lâu rồi mà không biết hỏi ai để có những định hướng bổ ích như vậy. May mắn mà cuối cùng cũng được thầy giải đáp giúp em. Em cảm ơn chương trình đã hỗ trợ cho những bạn học sinh cấp 3 như em được lắng nghe và nhận những chia sẻ đầy tích cực từ các diễn viên. Em xin chúc chương trình ngày càng phát triển. Em chào thầy và chào bạn hot ạ. À. Xin được cảm ơn câu hỏi vừa rồi của bạn. À và tin chắc rằng thông qua những uh, phần trả lời, những phần chia sẻ vừa rồi của thầy Trần Ngọc Quảng Phi thì bạn đã có cho mình những định hướng trong tương lai đối với ngành răng hàm mặt và cụ thể là khoa răng hàm mặt của trường đại học Văn Lan. Và hy vọng rằng sẽ sớm được gặp lại bạn ở trường đại học Văn Lan nhé. Thưa thầy, như thầy vừa chia sẻ thì có thể thấy được là ngành răng hàm mặt, khoa răng hàm mặt của trường đại học Văn Lan đang được đầu tư vô cùng kỹ lưỡng về chất lượng Vậy thì mong rằng thầy có thể chia sẻ đến em cũng như là các bạn khán giả của chương trình về các ngành đào tạo của khoa răng hàm mặt trường đại học Văn Lan và mục tiêu đào tạo của nhà trường là gì được không ạ? À? Mục tiêu đào tạo của chương trình đào tạo bác sĩ răng hàm mặt là đào tạo bác sĩ nha khoa thực hành tổng quát. Như vậy thì theo cái mục tiêu đào tạo bác sĩ nha khoa thực hành tổng quát mục tiêu của quốc gia thì bác sĩ nha khoa ra trường có thể làm được những cái điều trị chữa răng cho bệnh nhân, có thể thực hiện nhổ răng cho bệnh nhân, cạo vôi tức là điều trị nha chu, hay là phục hình cho bệnh nhân thì đó là mục tiêu tổng quát. Tuy nhiên, tại khoa ra mặt trường Đạo Văn Lan thì chúng tôi có chương trình đào tạo nâng cao. Ở đây một số chương trình nâng cao cho các em nằm trong cái tốt trên. Các em có thể chọn lựa là có thể đi sâu hơn về chỉnh nha, về implant, về phẫu thuật hàm mặt, v.v. Vâng, xin được cảm ơn câu trả lời của thầy và thông qua phần trả lời vừa rồi thì có thể thấy được là những nhu cầu về à, sức khỏe, về làm đẹp đã được đúc kết hầu như là toàn bộ trong chương trình đào tạo của khoa răng hàm mặt trường đại học Văn Lang. À, vậy thì từ những nhu cầu đang ngày một tăng đó, thì không biết là thầy có thể à, chia sẻ thêm về những định hướng về những chuyển vọng nghề nghiệp sau khi ra trường của các bạn sinh viên ngành răng hàm mặt, khoa răng hàm mặt, đặc biệt là tại trường đại học Văn Lang được không ạ? À, đối với ngành răng hàm mặt nếu đang phát triển trên thế giới và tại Việt Nam vì những chuyên ngành đang phát triển hiện nay ví dụ chuyên ngành về chỉnh nha tức là niềng răng bởi vì cái nhu cầu này rất là lớn hoặc là implant là cái điều trị cái ghép implant thay thế răng bắt bằng một cái ghép vào trong xương thì đó một nhu cầu lớn vậy như vậy thì ở tại trường đại học Văn Lan thì khoa răng mặt có chương trình đào tạo liên tục do đó các em sinh viên sau khi ra trường có thể tham gia trường đào tạo liên tục để có thể có kiến thức và có thể có thể hành nghề được trong những chuyên ngành này có thể thấy được là những cơ hội nghề nghiệp dành cho các bạn sinh viên ngành răng hàm mặt khoa răng hàm mặt của trường đại học văn lang là vô cùng lớn vì vậy tin chắc rằng đây sẽ là một ngành vô cùng hấp dẫn và thu hút được rất nhiều các bạn sinh viên trong tương lai và với sự thu hút đó thì cũng là một vấn đề được các bạn đặc biệt là các bạn sinh viên đang thực học tại trường quan tâm là về vấn đề kiến tập và thực tập thì à, mong rằng thầy có thể giải đáp thêm những thắc mắc về thời gian kiến tập thực tập của sinh viên sẽ kéo dài trong bao lâu, diễn ra ở cơ sở nào và các bạn sinh viên của ngành răng hàm mặt sẽ được khoa giới thiệu đến các đơn vị kiến tập thực tập hay là các bạn sẽ phải tự tìm kiếm các cơ sở để kiến tập thực tập ạ. À? Nói về thực hành thì cơ sở thực hành của khoa răng hàm mặt Lan là một cơ sở thực hành lớn, đầy đủ các đơn vị ghế máy cho sinh viên thực hành và trường đầu tư tiệm tiến dần dần theo từng năm. Hiện nay thì có 24 ghế thực hành, 24 ghế điều trị và sang năm sẽ tăng thêm và sang năm sẽ tăng thêm cho tới khi các em lên năm thứ sáu thì tại khoa răng mặt Văn Lan có khoảng 60 ghế điều trị và 60 ghế điều trị thì tương đương với bệnh viện chuyên khoa lớn ở tại Thành phố Hồ Chí Minh này. Bên cạnh đó thì sinh viên không chỉ được học tại cơ sở điều trị của, bệnh, của, trường Văn Lan mà còn được giới thiệu các bệnh viện khác. Thì hiện nay khoa răng mặt có liên kết với bốn bệnh viện À, và các em có được được thành bốn bệnh viện đó cái này là nhà trường liên kết với bệnh viện chứ không phải là các em tự đi tìm kiếm và tại bệnh viện đó thì chúng tôi có giảng viên tham gia tại bệnh viện và mời giảng viên tại bệnh viện thỉnh giảng cho các em xin được cảm ơn câu trả lời của thầy và thông qua những chia sẻ vừa rồi thì tin chắc rằng các bạn đã có cho mình những định hướng những mục tiêu dành cho ngành răng hàm mặt khoa răng hàm mặt và đặc biệt là tại trường đại học văn Lang và một lần nữa em xin được trân trọng cảm ơn thầy vì đã đồng ý tham gia chia sẻ trong số phát sóng ngày hôm nay của Con2Share gọi để sẻ chia và trước khi kết thúc số phát sóng ngày hôm nay không biết là thầy có đôi lời nào muốn nhắn nhủ đến các bạn khán giả đang xem chương trình không ạ à? cảm ơn à, tôi muốn gửi lời nhắn nhủ tới các bạn là tôi chúc các bạn học tốt và tôi hy vọng sẽ được gặp các bạn tại trường Văn Lan này xin được cảm ơn những lời khuyên hết sức chân thành đến từ thầy và hy vọng rằng thông qua những chia sẻ vừa rồi của thầy Trần Ngọc Quảng Phi, các bạn của chúng ta sẽ có những định hướng thật là đúng đắn, thật là sáng suốt đối với ngành răng hàm mặt à, và xin đại diện cho ekip thực hiện chương trình, em xin gửi lời chúc sức khỏe đến thầy và hy vọng rằng thầy sẽ luôn luôn giữ ngọn lửa nhiệt huyết để có thể đồng hành cùng với các bạn sinh viên của khoa răng hàm mặt của trường đại học Văn Lang. Xin cảm ơn chương trình Côn các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho Kontusia gọi để sẻ chia đã chính thức khép lại và xin cảm ơn các bạn vì đã dành thời gian lắng nghe những chia sẻ đến từ khách mời ngày hôm nay và Hồng Thịnh sẽ còn rất vui khi được gặp lại các bạn trong những số phát sóng tuần tới. Đừng quên theo dõi Văn Lan TV và Kontusia vì gọi để sẻ chia sẽ quay lại với những chủ đề vô cùng thú vị khác. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.